Ngày 29 tháng 8, tại tỉnh Nam Định, 142 công dân, trong đó có 138 công dân thuộc các tỉnh, thành phố trở về từ Liên bang Nga và 4 công dân Nam Định trở về từ thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày theo quy định và được trở về nơi cư trú. Tất cả các trường hợp này sức khỏe đều ổn định, không ho, không sốt, không khó thở. Cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã hướng dẫn yêu cầu công dân khi trở về địa phương phải thông báo cho các cơ quan chức năng biết, đồng thời tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.